Xin chào quý vị. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho một địa danh tại tỉnh Quảng Ngãi, đó là chè Bầu Leo. Đây là một trong những địa điểm có cái lịch sử rất là lâu đời ở tại địa phương. Địa điểm này nó nằm ở ngày xưa nó thuộc là thôn Năng An, xã Đức Nhuận, huyện Bù Đức, tỉnh Quảng Ngãi, nằm trên tỉnh lộ 627B nối từ quốc lộ 1A thuộc địa phận Đức Nhuận đi xã Đức Lợi xuống tới biển Đức Lợi. Nếu mà ai thuộc là con dân của cái xã này hoặc là ở địa phương này thì đều biết cái địa danh này, ít nhiều gì cũng một lần đặt chân tới đây. Sở dĩ nó có cái tên là Bầu Leo là tại vì ngày xưa nó là ở khu này nó có một cái bầu. Cái bầu là một cái ao lớn đó, thì nó sau nhiều lần bị nước lụt, ở đây là gần sông cho nên nước lụt nó lở dần cái bầu này ra, và nó dở lở dần thì nó gọi là cái Bầu Leo. Địa danh này có tên rất là lâu đời, và chè Bầu Leo này nó có tên dựa theo địa danh. Chè Bầu Leo này là thuộc thương hiệu thuộc cái gia đình ông Nguyễn Phải. Hiện tại gia đình ông bán ở đây cái thương hiệu chè này nó có hơn 30 năm. Chính xác là theo mình được biết là 33 năm. Nguyên liệu để làm nên món chè này thì cũng rất là đơn giản, cũng không có một cái bí quyết gì đặc biệt. Từ các loại đậu, dừa khô và nước cốt dừa. Và mùa hè thì dùng một ly chè này thì quả thật là rất là mát. Ai mà đi xa về đấy thì có thể là có người có thể ăn được tới 2 đến 3 ly. Đối với một số người có cái độ tuổi bước vào độ trung niên hiện nay đó, ngoài 30 tuổi trở lên, 40 tuổi, 50 tuổi thì hầu như ai cũng đã từng một lần thưởng thức cái chè này. Và nói tới chè Bầu Leo thì ai cũng một lần được biết đến. Nếu mà có dịp thì quý vị có thể một lần đặt chân tới đây khi về thăm quê hương. Xin chào quý vị.